Người Hoa nói tới ngũ thường. Phụ tử hữu thân, phu phụ hữu biệt, phu phụ hữu biệt, quân thần hữu biệt, quân thần hữu y, trưởng ấu hữu tình, hữu hữu sự, bằng hữu hữu, hữu biệt. Đây là nói tới luân lý. Phát triển đến cuối cùng, trong bốn biển đều là anh em. Sự phát triển này nói rõ điều gì? Nói rõ toàn thể nhân loại là người một nhà. Trong tôn giáo của ngoại quốc có nói, có người do đâu mà có? Thủy tổ nguyên thủy của nhân loại là do Chúa tạo ra. Á Đương và Hạ Oa là tổ tiên của nhân loại. Theo họ, toàn bộ nhân loại trên thế giới đều là hậu duệ của Á Đương và Hạ Oa, đều là con cháu của họ, là người một nhà. Nói rất hay. Á Đương và Hạ Oa do đâu mà có? Do Chúa tạo. Vì vậy Chúa mới là cội nguồn thật sự của nhân loại, do Ngài tạo ra. Đây là cách nói trong tôn giáo. Nói theo Phật Pháp, tự tánh là hữu có, chẳng phải do bất cứ kẻ nào sáng tạo, mà là vốn sẵn có, bổn tánh vốn sẵn có. Bổn tánh vốn lành, vốn là sẵn có. Vũ trụ, sanh mạng, vạn vật hình thành như thế nào? Kinh Phật dạy, một niệm bất giác bèn có vô minh. Vô minh là ba thể tướng của A Lại Gia. A Lại Gia sinh ra hết thảy vạn vật. A Lại Gia là gì? A Lại Gia là gì? A Lại Gia là vọng tâm. Trong kinh luận của Pháp Tướng Duyên, Đức Phật bảo A Lại Gia nửa chân nửa vọng. Thể của nó là chân, là chân chánh. Nửa kia là vọng, vọng chính là cái vọng động. Vọng tức là nó vọng động, động nhất niệm bất giác nó bèn động, động rồi bèn dấy lên một niệm. Niệm ấy do lý do gì mà khởi? Chẳng có lý do. Khi nào khởi? Chẳng có khi nào. Khởi ở đâu? Chẳng có nơi chủ. Nó vừa động, vọng tâm bèn hiện tiền, chân tâm có thể hiện, có thể sanh, vọng tâm có thể biến, biến thành y báo và cảnh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là do vọng tâm. Hiện thời các nhà khoa học gọi vọng tâm là ý niệm. Trong tâm chúng ta khởi niệm, niệm ấy có thể biến. Y báo và cảnh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là cái được biến. Kinh Phật giảng nguyên khởi của vũ trụ là như thế. Chúng ta đọc nhiều, học tập nhiều, sau đây sẽ thông suốt được những điều được nói ở đây. Cách nói này rất hợp lý. Họ nói là Chúa tạo. Trong Phật Pháp, Chúa là, Chúa chính là A Lại Gia. Vì thế A Lại Gia còn gọi là thần thức.
Đó là danh xưng trong kinh Phật. Nó tạo ra dạng vật. Vì vậy nói dạng vật do Chúa tạo, người học Phật chúng ta thừa nhận. Vì Chúa tạo tức là thần thức tạo, năng lượng của thần thức chẳng thể nghĩ bàn.